Trong chiều nay, 28 tháng 9, tỉnh sẽ tổ chức đón 230 công dân Bà Rịa Dũng Tàu đang sinh sống, làm việc, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Các công dân ngụ tại thành phố Dũng Tàu, thành phố Bà Rịa và các huyện Châu Đức, xuyên Mộc, Đức Đỏ được đón về đợt này bao gồm phụ nữ có thai, người mới sinh, người già, trẻ em, học sinh, sinh viên, người lao động, người đi khám chữa bệnh không thuộc diện f0, f1 tất cả đều phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ, kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm đến khi đón. Khi về tới địa phương, các công dân sẽ thực hiện cách ly theo thời gian quy định tại cơ sở cách ly tập trung của địa phương. Một dòng cách ly có thu phí tại khách sạn, thực hiện xét nghiệm PCR 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ Bảy và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly. Đây là đợt thứ hai tỉnh tổ chức đón công dân về quê.